Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sự an ủi. Sự an ủi có nghĩa là gì? Định nghĩa của sự an ủi đề cập đến sự thoải mái được trao cho ai đó trong thời điểm thất vọng, hoặc cho những người hoặc những thứ đang cung cấp sự thoải mái đó. Khi ai đó gửi hoa cho bạn sau khi mất, đây là một ví dụ về sự an ủi. Làm thế nào để điều khiển một người bạn? Lời khuyên: thứ nhất, hãy ôm bạn của bạn và nói với họ rằng bạn yêu họ và bạn luôn ở bên họ. Thứ hai, đề nghị giúp đỡ bạn của bạn nếu họ đang bị mắc nạt. Thứ ba, nếu lúc đầu họ không muốn nói chuyện, đừng tiếp tục gọi điện và làm phiền họ. Thứ bốn, đưa họ ra ngoài ăn hoặc đến công viên giải trí. Ý nghĩa của việc tìm kiếm sự an ủi trong thần ngữ là gì? Một trong nhiều thần ngữ biểu thức có nghĩa là để tìm kiếm sự an ủi, mà phương tiện để tìm sự thoải mái hoặc cảm giác yêu thương và hiểu là tìm kiếm một bờ vai để khóc. Không có sự an ủi cho gia đình và bạn bè có nghĩa là gì? Sự an ủi là điều khiến ai đó cảm thấy tốt hơn sau khi họ thất vọng hoặc buồn bã. Đây là một từ cho những cố gắng để an ủi ai đó. An ủi có thể là hành động khiến ai đó cảm thấy tốt hơn, như cố gắng làm cho họ cười, nhưng nó cũng có thể là từ thứ khiến ai đó hạnh phúc như một dĩa bánh quy ấm. Sự an ủi của Thiên Chúa là gì? Thiên Chúa của sự tất cả sự an ủi. Phaolô đã sử dụng các hình thức của từ an ủi 10 lần. Ông giải thích rằng Thiên Chúa của tất cả sự an ủi này là Thiên Chúa đã biết đau khổ từ bên trong Chúa Giêsu, và do đó cung cấp sự an ủi cho tất cả những người bị ảnh hưởng và trao quyền cho họ đến an ủi những người khác. Làm thế nào để bạn trả lời một người an ủi bạn? Sau đây là một số tin nhắn bạn có thể trả lời. Thứ nhất, nó thật ngọt ngào, cảm ơn rất nhiều. Thứ hai, đó là một sự hỗ trợ tuyệt vời, cảm ơn bạn. Thứ ba, cảm ơn bạn đã hỗ trợ trong thời gian này. Thứ bốn, điều này chắc cũng khó cho bạn. Cảm ơn về sự hỗ trợ. Thứ năm, điều đó thực sự rất tốt với bạn. Ý nghĩa của sự an ủi là gì? Sự an ủi là điều khiến ai đó cảm thấy tốt hơn sau khi họ thất vọng hoặc buồn bã. Đây là một thứ từ cho những thứ cố gắng để an ủi ai đó. Một niềm an ủi giải thích không phải là tốt như nhất, nhưng nó còn hơn không. Một cái ôm là niềm an ủi nhỏ khi bạn đã có trái tim tan vỡ. Làm thế nào để bạn làm cho bạn của bạn cảm thấy đặc biệt? Dưới đây là một số cách đơn giản khiến ai đó cảm thấy thực sự đặc biệt. Thứ nhất, làm cho thực phẩm yêu thích của họ. Đồ ngọt thường là một đặt cược tốt. Thứ hai, làm cho họ ngạc nhiên với một món quà. Thứ ba, học một cái gì đó mới cùng nhau. Thứ bốn, mang cho họ sô-cô-la hoặc hoa. Thứ năm, viết cho họ một ghi chú. Thứ sáu, nói với họ những điều bạn thích về họ. Thứ bảy, lên kế hoạch cho một cuộc phiêu lưu cho chỉ hai bạn. Thứ tám, cung cấp cho họ sự chú ý đầy đủ nhất của bạn. Làm thế nào để bạn nói với một người bạn họ là đẹp? Lắng nghe, bạn là người đẹp. Nói với cô ấy bất cứ khi nào cô ấy chọn ra một bộ trang phục đẹp, hoặc để tóc của cô ấy một cách tốt đẹp. Nếu cô ấy thể hiện không thích thứ gì đó có thể thay đổi, như tóc, trương lực cơ hoặc phân phối mỡ, hãy nhắc cô ấy rằng bạn nghĩ cô ấy trông vẫn tuyệt vời ngay cả bây giờ, nhưng hãy hỗ trợ cô ấy thay đổi nó theo cách lành mạnh. Lời khen tốt nhất để tặng ai đó là gì? 7 lời khen hay nhất bạn có thể bao giờ đưa và nhận. Thứ nhất, bạn không có gì hơn đặc biệt. Thứ hai, bạn là một. Thứ ba, bạn luôn làm mọi người mỉm cười. Thứ bốn, bạn luôn ở đó vì mình. Thứ năm, bạn luôn nhìn thấy mặt tươi sáng. Thứ sáu, bạn sẽ làm một người mẹ, người cha xinh đẹp. Thứ bảy, bạn luôn tổ chức một bữa tiệc tuyệt vời. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.